Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu, ngày 18 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay, có những tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Lâm Đồng chăm lo cho người nghèo có điều kiện đón Tết. Thước đo trong xây dựng nông thôn mới. Không đánh đổi chất lượng với tốc độ tăng trưởng. Nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trong ASEAN. Bao giờ mía cát tiên hết đắng? Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 18 tháng 1 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Đại diện lãnh đạo các địa phương đã tham dự. Năm 2018, bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, ngành tổ chức xây dựng đảng đã chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từ diễn biến từ chuyển hóa trong nội bộ. Cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực được đẩy lên một giai đoạn mới mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Thực hiện có hiệu quả việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức toàn hệ thống chính trị. Đến nay đã giảm 3 ban chỉ đạo, 9 tổng cục và tương đương, 201 cục, 65 ban sở ban ngành cấp tỉnh, giảm 60.659 biên chế. Tập trung nghiên cứu sơ kết tổng kết nhiều chủ trương nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận thực tiễn đã đặt ra, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành các nghị quyết, kết luận, quy chế về công tác xây dựng đảng. Những kết quả về công tác tổ chức xây dựng đảng đã góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã dành thời gian để nghe các tham luận của các ngành địa phương trong cả nước nhằm xây dựng các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2019. Trong đó chú trọng các vấn đề trọng tâm là tham mưu tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội 13 của đảng, thực hiện các nghị quyết trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực, những giải pháp kinh nghiệm xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng đảng. Sáng nay 18 tháng 1, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đại diện các bộ ban ngành của Trung ương. Tham dự tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Năm 2018, với phương châm đoàn kết kỷ cương sáng tạo hiệu quả, toàn ngành lao động thương binh và xã hội đã thực hiện đồng loạt các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội Chính phủ giao và tạo được một bước tiến mới so với năm 2017. Cụ thể, hoàn thành các chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,1%, con số này thấp nhất trong 11 năm trở lại đây. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của cả nước đạt 58,6%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,35% so với năm 2017. Riêng các huyện nghèo giảm 5%, tạo việc làm cho trên 1,6 triệu người, 99% hộ gia đình người có công, có mức sống bằng hoặc mức cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Trong năm, toàn ngành đã tiến hành trợ cấp xã hội hàng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 2,8 triệu người với tổng kinh phí trên 17.000 tỷ đồng. Có 88% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp dưới các hình thức. Riêng tỉnh Lâm Đồng trong năm, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 38.800 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%, giải quyết việc làm cho trên 29.000 lao động,
Trong đó, số lượng lao động được đào tạo việc làm mới là trên 9.500 người, xuất khẩu lao động là 650 người. Thực hiện chính sách đối với người có công, hiện nay Lâm Đồng đang quản lý trên 40.300 đối tượng. Số đối tượng nhận chi trả trợ cấp hàng tháng trên 9.700 đối tượng, với tổng kinh phí chi trả trên 18 tỷ đồng một tháng. Riêng công tác giảm nghèo đến cuối năm 2018, toàn tỉnh chỉ còn 9 hộ nghèo và gần 14.000 hộ cận nghèo. Với nhiều cách thức hỗ trợ từ nhiều nguồn lực khác nhau, đến hết năm 2018, toàn tỉnh giảm được trên 3.000 hộ nghèo, tương đương giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2017 là 1,06%. Mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trên 25.500 người thuộc hộ nghèo, hỗ trợ vay vốn cho gần 3.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các tiêu chí, nhất là các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao như tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành giảm xuống dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Sáng nay 18 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tòa án năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh. Năm 2018, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý trên 8.300 vụ án các loại, trong đó đã giải quyết trên 87,7%, không có án tồn động và không có vụ việc quá hạn theo quy định. Kết quả nổi bật trong năm là tòa hai cấp đã tập trung cao cho việc giải quyết các vụ án hình sự với tỷ lệ vụ án được giải quyết 97,5%, án hành chính đạt 92%, tỷ lệ bản án quyết định bị hủy thấp chiếm khoảng 0,6%, án bị sửa chiếm 0,36%. Bên cạnh đó, các tòa án đã triển khai việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo người tham gia tố tụng được thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ công dân. Năm 2018, Tòa án Nhân dân hai cấp đã tổ chức được 27 phiên tòa xét xử lưu động, 57 phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố gần 3.000 bản án, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao nhận thức về pháp luật của nhân dân. Các mặt công tác nghiệp vụ, thi hành án dân sự, thi đua khen thưởng tiếp tục được thực hiện theo quy hoạch kế hoạch. Năm 2019, ngành tòa án Lâm Đồng tiếp tục quán triệt, triển khai các mặt công tác, nhất là về công tác cải cách tư pháp, chú trọng đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xử lý các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của tòa án đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tập trung triển khai thực hiện tốt 14 giải pháp mà Tòa án Nhân dân tối cao đã đề ra, trong đó tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn và đạo đức của đội ngũ thẩm phán. Với những kết quả đạt được, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Tòa án Nhân dân tối cao. 6 tập thể và 16 cá nhân được nhận bằng khen của Tòa án Nhân dân tối cao vì có thành tích xuất sắc năm 2018 và nhiều danh hiệu thi đua khác. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, tiến tới chính thức sử dụng trục liên thông văn bản quốc gia. Chiều nay, 18 tháng 1, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành địa phương. Tham dự hội nghị, tại đầu cầu Lâm Đồng có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Về kết quả triển khai thử nghiệm kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử theo quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính cho biết, các bộ ngành địa phương đã tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Tập đoàn VNPT, bố trí hạ tầng, hiệu chỉnh phần mềm kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia thử nghiệm theo công nghệ XRAD và thường xuyên thử nghiệm gửi nhận văn bản với Văn phòng Chính phủ. Tính đến ngày 3 tháng 1 năm 2019, đã có 78 trên 95 bộ ngành địa phương kết nối liên thông, thử nghiệm gửi nhận văn bản điện tử. Các đơn vị còn lại đang phối hợp thực hiện. Đại diện VNPT Việt Nam cũng đã thông tin đến các đại biểu về kế hoạch triển khai 6 đầu mục nhiệm vụ. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2019 sẽ chính thức khai trương trục liên thông văn bản quốc gia 2.0.
khó khăn vướng mắc được các đại biểu nêu lên là hiện nay Bộ Nội vụ chưa ban hành thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức và thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ, v.v. Do đó, chưa đảm bảo tính pháp lý của lưu trữ điện tử đối với các văn bản điện tử. Với các bộ ngành địa phương, việc bố trí máy chủ bảo mật, cấu hình, kết nối mạng dùng riêng cho các bộ ngành địa phương với mạng truyền số liệu chuyên dùng còn chưa đáp ứng tiến độ. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, việc xây dựng được trục liên thông văn bản quốc gia là sự cố gắng lớn của các cơ quan liên quan. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan liên quan cần thống nhất xây dựng lộ trình đi vào từng việc cụ thể. Bên cạnh đó, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan đánh giá an toàn hệ thống khi chuyển hệ thống cũ sang chạy thử nghiệm ở hệ thống trục liên thông văn bản vào cuối tháng 1 năm 2019. Sự đồng thuận trong ý đảng lòng dân tạo nên sức mạnh tổng lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng nông thôn mới là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 và các lễ hội đầu năm mới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở đặc thù có nguy cơ cháy nổ trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tập trung kiểm tra việc thực hiện công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, kiểm tra lực lượng, phương tiện, phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ, tình trạng kỹ thuật của các hệ thống điện tại các chợ, trung tâm thương mại. Việc vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như triển khai lực lượng phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở đặc thù có nguy cơ cháy nổ. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các đơn vị doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bố trí thường trực đảm bảo 100% quân số lượng, chất lượng về phương tiện chữa cháy, tăng cường chế độ tuần tra canh gác, nhất là thời điểm ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ Tết, ngoài giờ làm việc, bảo đảm xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra khi mới phát sinh. Đồng thời tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nhắc nhở người dân, các doanh nghiệp, đơn vị cẩn trọng trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chuẩn bị phương tiện chữa cháy ban đầu và có phương án thoát nạn, đề phòng tình huống cháy nổ xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những tiêu chí cần đạt được, thì nên lấy nhận thức của dân, lấy sự hài lòng của dân để làm thước đo đánh giá sự thành công của việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Khi dân hài lòng với một chương trình đem lại lợi ích thiết thực cho mình, người dân sẽ tích cực tham gia và chủ động trong mọi lĩnh vực của đời sống. Đó là kết quả của sự đồng thuận trong ý đảng lòng dân, tạo nên sức mạnh tổng lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu. Sức sống mới đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần làm chủ, tinh thần phấn đấu tự vươn lên trong cuộc sống, không cam chịu đói nghèo thiếu thốn. Điển hình như gia đình chị Tống Thị Lý, xã Hòa Bắc, huyện Chi Linh. Một mình chị nuôi chồng bệnh tật và các con ăn học đã vắt kiệt sức khỏe của chị, nhưng vẫn mãi nghèo. Điều này khiến chị không thôi trăn trở. Khi các con trưởng thành hơn là động cơ để chị tìm mọi cách thoát nghèo. Chị phát triển chăn nuôi, tăng gia sản xuất, chuyển đổi cây trồng nhằm nâng cao thu nhập. Bằng quyết tâm tự chủ, chị đã thành công và hai tiếng hộ nghèo không còn đeo bám chị, khiến niềm vui cũng theo chị mà về dẫu cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn. Nhưng tin chắc rằng với việc biết tính toán, biết vươn lên thì kinh tế gia đình chị sẽ sớm vững vàng sung túc. Cố gắng cứ đi, vượt lên. Nghèo cũng khổ lắm rồi, càng cái năm ngoái. Là đầu năm thì chúng em đi mua bò thì mua cái loại bò nó gầy rúng đít luôn ý, xong về vội béo gặp khách bán luôn, xong lại đi mua con tiếp. Bây giờ kinh tế đất nhà mình nó không có như vậy, mình tạm tiện đi mua thêm miếng vườn nữa. Mua thì hai vợ chồng chở nhau đi bảo đi xem vườn, xem đất đủ mọi nơi, xong lúc quyết định mua cái miếng đấy.
bên cạnh đời sống vật chất thì đời sống tinh thần của nhân dân cũng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững với sự nhập cuộc hăng hái của người dân nông thôn. Thôn Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đà Tẻ, nơi có gần 80% người đồng bào dân tộc thiểu số, một không gian yên bình hiện hữu. Nhưng ít ai biết được rằng, để có được sự bình yên này là sự nỗ lực của cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Là một thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhận thức còn hạn chế. Thôn đã từng là điểm nóng về trộm cắp, thanh niên tụ tập đánh nhau, đi xe nẹt bô gây mất trật tự. Ban công an xã đã thành lập tổ tự quản, trong đó thành phần chính là cán bộ thôn và sự tham gia của các gia đình tiêu biểu trong thôn. Bằng sự tuyên truyền vận động, rồi tuần tra xử phạt, đặc biệt là ý thức tố giác tội phạm trong nhân dân được phát huy, mà những tệ nạn được đẩy lùi, trả lại cuộc sống thanh bình cho người dân nơi đây. Mấy đứa coi như thanh niên hay quậy phá đấy, ai coi như là bây giờ nó dám đi coi cái cũng được 70%. Bên công an huyện này cũng đã tuyên truyền về cái an ninh mà trong cái địa bàn ấy, mình phải chủ động. Ai làm sao mà không có cái chỗ đấy, nhưng mà mình phải cảnh giác. Từ tháng 3 năm 2017 đến giờ thì xã cũng chưa xử lý được vụ việc nào về cái tình an ninh quan đến tình an ninh trật tự, và trực tiếp là thôn cũng đã giải quyết và hòa giải được 6 vụ, chưa phải chuyển vụ nào đến xã. Sự đồng thuận trên được thể hiện rõ nhất trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trên địa bàn Lâm Đồng hiện nay, đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở và trong nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Đến nay, toàn tỉnh có 88,03% hộ được công nhận danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa, 92,5% thôn buôn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, 65% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Không lúc nào nói là chúng ta hoàn thành. Khi mà 100% số xã đạt được thì chúng ta lại tiếp tục nâng cao cái tiêu chí lên bằng cách nâng cao cái đời sống về vật chất tinh thần cho bà con nông dân ở vùng nông thôn. Đó là cái mục tiêu mà cao nhất của chúng ta, là trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới, đối với những cái tiêu chí đã đạt được rồi thì chúng ta cần rà soát đánh giá trên cái diện rộng toàn tỉnh đối với các cái xã, các huyện đã đạt được, để mà nhằm cái mục tiêu xây dựng để nâng cao cái chất lượng các tiêu chí đó, và giữ cho được các cái tiêu chí mà đã đạt được. Nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã đem lại những tác động tích cực toàn diện đến đời sống người dân nông thôn. Đây thực sự là một luồng gió mới, xây dựng một đời sống mới cả về vật chất lẫn tinh thần, làm đổi thay từ nhận thức đến hành động của nhân dân, nhằm hướng tới một nông thôn hiện đại mà vẫn đậm đà bản sắc dân tộc, bình yên và vững bền. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhiều tổ chức đơn vị trong tỉnh đã có những hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhằm đem lại cho những người nghèo, những mảnh đời bất hạnh có điều kiện vui xuân đón Tết. Để động viên tinh thần cho cán bộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời biểu dương tinh thần vươn lên trong học tập của con em hội viên cựu chiến binh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng, câu lạc bộ doanh nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiên thiết tỉnh Lâm Đồng, tổ chức tặng quà Tết cho các gia đình cán bộ, hội viên và con em hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Lạc Dương. Dịp này, hội đã tặng quà cho 2 hội viên cựu chiến binh nghèo và 6 chi hội trưởng có cuộc sống khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và tặng 10 suất học bổng trị giá 300.000 đồng cho 10 học sinh là con em của cán bộ hội viên đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Đại diện Hội cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng mong muốn đội ngũ cán bộ và con em hội viên cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống gương mẫu, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong công tác và học tập, không ngừng phấn đấu cải thiện, nâng cao hơn nữa về đời sống, góp phần xây dựng hội và địa phương vững mạnh phát triển. Vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã trao 10 suất quà với tổng trị giá 14 triệu đồng cho 2 hộ gia đình có công với cách mạng và 8 hộ gia đình nghèo đặc biệt khó khăn của huyện Đam Rông, trong đó gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, đường, dầu ăn. Món quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đối với hộ gia đình nói trên, giúp các gia đình có điều kiện vui xuân đón Tết Kỷ Hợi 2019 đầm ấm hạnh phúc.
những nội dung chính trong phần tin trong nước. Tăng trưởng nhanh và bền vững là lựa chọn chiến lược và hành động xuyên suốt và nhất quán của chính phủ Việt Nam. Các điểm đến, sản phẩm chất lượng của du lịch Việt Nam liên kết ngày càng chặt chẽ với các nước trong khu vực ASEAN. Chiều ngày 17 tháng 1 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam đã diễn ra phiên tổng kết và đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019, củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại diễn đàn. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tăng trưởng nhanh và bền vững là lựa chọn chiến lược và hành động xuyên suốt và nhất quán của Chính phủ Việt Nam. Chính phủ đã xác định 3 trụ cột quan trọng trong mọi chính sách và mô hình phát triển, bao gồm kinh tế xã hội và môi trường. Năm 2018, với tốc độ tăng trưởng đạt 7,08%, cao nhất trong vòng 10 năm qua, Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đi đôi với ổn định vĩ mô, lạm phát đạt mức dưới 4%. Năm 2019 và những năm tiếp theo, Chính phủ sẽ quyết tâm giữ vững ổn định về chính trị xã hội và củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô lẫn vi mô vững chắc, qua đó tăng cường khả năng chống chịu và hấp thụ các xung lực từ các biến động của kinh tế thế giới. Cùng với đó, sẽ tiếp tục tăng tốc và tạo ra các bứt phá trong việc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp rộng khắp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thực thi bảo vệ quyền tài sản cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Cùng với đó, Chính phủ cũng sẽ ưu tiên nhiều hơn nữa cho đầu tư khoa học công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng, tận dụng cơ hội từ cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm cải thiện tăng trưởng tiềm năng từ 7% trở lên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có chỉ thị yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ thị các đơn vị có biện pháp giám sát, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các đơn vị chấp nhận thẻ. Trường hợp phát hiện đơn vị chấp nhận thẻ thực hiện giao dịch thanh toán không cần thực hiện ngay, các biện pháp xử lý nghiêm và phản ánh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình nội bộ, thủ tục, hồ sơ đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, ngân hàng cũng cần có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn các hình thức lợi dụng thẻ tín dụng để sử dụng không đúng quy định của pháp luật, như sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào ví điện tử, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định của pháp luật. 10 năm sau lần đầu tổ chức, Diễn đàn Du lịch ASEAN đang diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh là sự kiện quan trọng với sự tham gia của quan chức các chính phủ, cơ quan du lịch, lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch từ 10 nước thành viên ASEAN. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác du lịch. Năm 2019, chủ nhà Việt Nam trên cơ sở thỏa thuận với các nước thành viên đã đưa ra sáng kiến về kết nối di sản của ASEAN trong kỷ nguyên số. Theo thống kê, nội khối ASEAN đã có 32 di sản được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Việc kết nối các di sản này trong kỷ nguyên số sẽ tạo ra triển vọng hợp tác du lịch giữa các nước. Nếu mà chúng ta tận dụng tốt cái công nghệ để mà thúc đẩy cái kết nối di sản giữa các nước ASEAN với nhau để hình thành vừa là cung cấp những cái tiện ích cho khách du lịch, vừa tạo được những cái chương trình tour mới hấp dẫn đa dạng để thu hút khách du lịch, thì chắc chắn là tạo được cái sức hút lớn đối với khách du lịch trên thị trường quốc tế. Sáng kiến kết nối du lịch giữa các quốc gia ASEAN là một ý tưởng tuyệt vời của nước chủ nhà Việt Nam. Về phía Lào, chúng tôi rất sẵn sàng kết nối với các nước trong khu vực. Tại diễn đàn, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch thoát khỏi khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động du lịch. Nhân dịp này, Việt Nam khẳng định cam kết cùng hợp tác với các nước trong khối để xây dựng ASEAN thành một điểm đến hấp dẫn nhằm phát triển du lịch bền vững. Với hàng chục hoạt động đã và đang diễn ra, diễn đàn khẳng định hình ảnh du lịch Việt Nam sẽ hấp dẫn hơn khi liên kết với khu vực ASEAN. Các điểm đến, sản phẩm, chất lượng, dịch vụ của du lịch Việt Nam liên kết ngày càng chặt chẽ với các nước trong khu vực. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, cây mía Cát Tiên trở nên đắng do việc phát triển ồ ạt, thiếu tính liên kết trong sản xuất và tình trạng mía trồng ra không ai mua. Thưa quý vị và các bạn, là cây trồng gắn bó từ bao đời nay với người nông dân, được kỳ vọng sẽ đem lại nguồn thu nhập đáng kể trước mỗi dịp Tết.
Tuy nhiên, do giá đường thấp cộng với việc phát triển ồ ạt, thiếu tính liên kết trong sản xuất là những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều hộ dân trồng mía hiện nay trên địa bàn huyện Cát Tiên đang phải điêu đứng vì cây mía. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Vụ mía năm nay đã thu hoạch rộ gần 2 tháng nay. Tuy nhiên, trên một hecta mía của gia đình chị Hà ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên đến nay chỉ mới thu mua được 1/3 diện tích. Chị Hà cho biết những năm trước đây, mía có giá từ 7 đến 8 triệu đồng một sào. Thì nay, diện tích mía nào đẹp nhất cũng chỉ được từ 3 đến 3,5 triệu một sào. Cái giá cả mía năm nay thì thấy nó rẻ. Nông dân làm ấy thì chẳng có được năng suất, thì mưa nhiều quá nó không đặt số lượng tấn. Mà rồi cái năng suất năm nay rồi cái mía giá cả nhà máy mua thì nó quá rẻ luôn. Thì bây giờ tại vì một sào đất này bây giờ mình đầu tư xuống mình trồng này, mình cày, mình trồng các thứ nó là phải hết là 3 triệu là nguyên tiền giống, tiền cày, tiền ấy rồi. Còn phân do và chăm bón thì chưa có. Nếu mà cứ giá cả nhà máy như thế này thì chắc là họ bỏ hết rồi, không ai trồng. Giá mía thấp ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người nông dân đã đành. Ngay cả những người chuyên làm nghề chặt mía khoáng, công việc này cũng trở nên khó khăn hơn. Thì mía năm nay nói chung nó thấp quá rồi, bà con năm nay mía rẻ quá. Một ngày công thì nếu như bà con đi làm là được 150 tới 200 ngàn thôi chứ không có nhiều. Những năm trước đây, xã Quảng Ngãi là địa bàn trọng điểm trồng mía ở huyện Cát Tiên, với diện tích dao động từ 80 đến 100 hecta. Tuy nhiên, theo thống kê của địa phương, trong một vài năm trở lại đây, diện tích mía trên địa bàn đã sụt giảm, chỉ còn trên 30 hecta. Giá mía thấp khiến cho người dân cũng không mặn mà lắm với cây trồng này. Về chính quyền địa phương thì cũng đã nhiều lần là kiến nghị với ủy ban huyện cũng như là phòng nông nghiệp huyện là đề nghị là trong cái công tác mà để tìm đầu ra sản phẩm cho cây mía đó thì để làm việc với công ty mía La Ngà đó là để hợp đồng để bao tiêu cái đầu ra cho địa phương. Tuy nhiên thì đến giờ phút này thì cái vấn đề đó là cũng chưa có làm được. Chính vì thế thì mía của bà con làm ra thì vẫn là bán cho các thương lái thôi. Họ tự tìm đến và họ mua. Thì trong khi đó thì nó chưa có một cái hợp đồng, có cái sự ràng buộc. Cho nên nó là vẫn còn cái sự ép giá. Theo lãnh đạo huyện Cát Tiên, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến giá mía thấp, diện tích mía sụt giảm là do những năm trước đây, hầu hết diện tích mía đều được thương lái và công ty cổ phần mía đường La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thu mua, bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, do giá đường thấp, bên cạnh đó việc phát triển ồ ạt, thiếu tính liên kết trong sản xuất, dẫn đến tình trạng mía trồng ra không ai mua. Hiện toàn huyện chỉ còn khoảng 100 hecta trồng mía, bằng 40% so với trước. Cái đối với cây mía thì thời gian qua phải nói là cái giá cả nó thiếu ổn định, phụ thuộc vào doanh nghiệp và thu mua, mà doanh nghiệp thì phụ thuộc vào cái lượng đường mà nhập khẩu của nước ngoài, do cái giá cả nó giảm. Về định hướng sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng thời gian tới thì cái diện tích mà trồng mía huyện Cát Tiên, huyện chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo sẽ chuyển đổi sang trồng cây dâu tằm. Trước hết là huyện tập trung công tác tuyên truyền, thứ hai là huyện đã có chủ trương hỗ trợ giống, hỗ trợ kỹ thuật. Về đầu ra, huyện đã chỉ đạo thành lập một số tổ hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm để gắn với cái chuỗi sản xuất, là đầu tàu để thực hiện cái chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Rõ ràng, việc tìm một hướng đi để thay thế cho cây mía là một điều hết sức cần thiết trong lúc này. Theo ngành chức năng địa phương, để tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, trước mắt, chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền, vận động người dân từng bước chuyển đổi diện tích trồng mía sang trồng dâu nuôi tằm. Song song đó, vừa qua, địa phương đã xúc tiến với một doanh nghiệp sản xuất chế biến tơ tằm đến đầu tư nhà máy sản xuất chế biến tơ tằm, liên kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm, giúp người nông dân yên tâm trong sản xuất, ổn định cuộc sống, nâng cao nguồn thu nhập. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.